Tiếp tục chào đón các bác đến với clip của ngày hôm nay. Em sẽ giới thiệu cho bác xem là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mã loa. 8 mã loa. Ở đây là tất cả những dòng loa này là dòng loa nghe nhạc. Nghe nhạc. Nghe nhạc có đôi loa đầu tiên này là đôi loa Diatone này, thì các bác có thể vừa nghe vừa hát này. Vừa nghe vừa hát. Diatone này. Đôi thứ ngoài kia là đôi sen này của Mỹ này, có thể phối thêm này. Thêm lời hát này. Sau đây mời các bác vào chi tiết nhé. Em tất cả những mặt hàng này em đều bao tình trạng hoạt động tốt. Giá em đã báo rồi, các bác chú ý xem giá hộ em, đừng có hỏi lại giá, nó mất việc ấy. Chú ý xem giá hộ em, thứ nhất là xem giá, hai là giá em đã báo cho đến rồi, lấy được thì liên hệ với em cho nó đỡ mất thời gian. Còn không lấy được thì cũng đi tìm điểm khác. Không có gọi lên không mặc cả kỳ kèo. Kênh của em nói thật là em bán hàng rõ ràng rồi. Tiếp những khách cần mua và tiếp những khách cảm thấy là thiện chí mua. Chứ còn là những khách le ve rồi linh tinh là em đã hất khỏi kênh hết đấy. Để bán hàng thế thôi. Bán hàng em chào giá, bác thích thì bác lấy, chứ còn tiền trong túi của bác không ai móc ra cả. Nên cũng không ai móc mồm của bác thông cảm nhá. Nhiều bác móc cả mồm, móc cả bàn phím. Đây mà các bác. À, đôi loa bên trên này, đây đó là đôi loa Đức. Đôi loa Đức, đôi loa này bác nhìn đây này. À, đôi loa này đôi B203K. À, dòng con này trở kháng, bác nhìn những bác chú ý hộ em nhé. Con này trở kháng này. Con này trở kháng từ 4 đến 8 ôm, ok chưa ạ? Công suất 100W. Hàng made in Germany, hàng của Đức. Đến từ Đức luôn, hàng đến từ Đức. Đây ạ, bát đằng trước của nó bát 25. Nhìn chưa? Bát 25 ạ. Một bát 25, một chung, một tép đâu. Ok cho bác. Đôi này để cho các bác mức giá 5 triệu 9. 5 triệu 900 nghìn. 5 triệu 900. À, chiều cao cho nào. 1, 2, chiều cao nó gần 50. Chiều ngang nó tầm 28. Chiều sâu cả thùng, cả e căng nó tầm 26. Là xong đôi loa này. À, sang đến tiếp tục ở đôi Diatone này. Diatone bác nhìn nhá. Đây ạ. Đây là đôi loa Diatone DS7 à 37B. 37B này, thông số ghi hết trên này luôn bác nhìn nhá. Thông số ghi hết trên này luôn chứ, bác nhìn chưa ạ? Thông số con này trở kháng là 6 ôm, độ nhạy là 91 dB. 91 dB, có giải có nút chỉnh cho giải tép và giải chung luôn. Tép này. Chung. Con này bát nó lên đến 27, bát 30 chứ 27 gì nữa, bát 30. Con này bát 30. Con này thì các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Đấy. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Ê căng còn rất là đẹp luôn. Đôi này thì rất là nặng. Nó là cực kỳ nặng. Đôi này có thể đáp ứng các bác vừa nghe vừa hát. Đấy. Đấy, về thông số phía sau đấy ạ. Nhìn chưa? Đấy. S7, 37B này. Đấy. Này. Made in Japan. Rồi chưa? Đấy, phía trước phía sau cho bác luôn. Đấy. Đây được cậy nó cái căng này ra cho bác xem. Ok chưa? Đẹp thế này đẹp nào nữa. Đôi này để cho các bác mức giá 8 triệu 900. Bỏ cái bút đi cái nào, ghi giá cho các bác. 8 triệu 900, nó dễ. Đấy. 59 còn sang lên đây. Đây là đôi loa Coran. Coran 10. Đôi loa Coran 10 loa cây. Ôi trời, hết mực. Loa cây Coran 10. Con này được thiết kế với hai bát, một tép ở chính giữa. Dòng loa Coran ạ. Đôi loa Coran 10 đấy bác nhìn nhá. Coran 10. Cora 10 con này là model của nó KEF. Cora 10 dòng loa đến từ Anh Quốc. Loa của anh ạ. Loa của Anh Quốc luôn. Công suất bác nhìn này. 150W một chiếc. Vậy là đôi này có tổng công suất của nó là 300W, 300W của này. Cora 10 dập luôn đây nhé. Đây logo màu vàng này. Tem vàng này, Cora 10. Đấy. Đôi Cora 10 này. À, hai bát
Con này đánh bát sâu lắm ạ. Chiều ngang 20, chiều sâu cả e căng nó lên đến 26, 27. Chiều cao thế nào? 1, 2, 3, 4. Chiều cao tầm trên 80 một chút, 80. Mức giá của em nó đã báo cho bác rồi nhá, 5 triệu 9. 5 triệu 9 đưa cô ra 10 này. 5 triệu 9, ok chưa ạ? Trên đôi loa 10. Sang đến tiếp tục đôi tiếp theo, đó là đôi loa toàn giải của Coran. Loa toàn giải Coran hôm nay em mở cho bác nhìn này, bác mở bác biết cái củ của nó này. Con Coran này còn zin zin từ cái keo nhá, bác nhìn này, bác nhìn nó zin từ cái keo này, tất cả keo ốc nó chưa mở một lần nào cơ, nên em không mở nữa. Nó zin tất từ những cái keo ốc này, keo chỉ ốc này này luôn, zin hết. Loa còn zin còn mới hết cơ. Đây bọc từ chống nhiễu này, inox này. Đây, bên trên này có chữ Coran 10 này. Các nhìn xem nào, nhìn có thấy không? Các bác nhìn có thấy gì chữ không? Đấy, bác nhìn chưa? Đấy, tem Coran 10 này. Coran 10 lấy tất cả đây, hàng bao zin hết cho bác. Tất cả do keo ấy. Keo chỉ nó còn nguyên nên bên em không bóc nữa. Đôi này là đôi loa toàn giải bác nhé. Bác chú ý hộ em là đây là chiếc loa toàn giải. Riêng cái đôi loa toàn giải mà bát này phải bát 18, gần 20, bát 20 đấy, gần 18, 20. Riêng đôi này nguyên bán nguyên bát không cho các bác thì nó cũng phải có khoảng độ 5, 3 triệu, 3, 5 triệu rồi. Chứ không phải nói là còn zin cả thùng. Đôi này còn zin cả thùng luôn ạ. Anh nhìn chưa? Đây còn zin thùng của nó đây luôn. Zin cả thùng nhá, thùng zin hết đây. Bác nhìn phễu, phễu nó nhá. Vẫn còn phễu hết luôn này. Phễu luôn. Đôi này để cho các bác mức giá 4 triệu 800 nghìn. 4 triệu 8 cả thùng zin luôn. Thùng zin của loa luôn. Đây. Phía sau của loa đây, thông số phía sau của loa hết đấy, thông số phía sau của nó đấy, zin loa luôn, zin thùng luôn, đấy, model này FLAT6S, trong củ loa cũng vậy, đây FLAT6 nhá, trong củ loa cũng vậy nhá, ok chưa? À, con này chiều ngang của thùng lên đến 30, chiều sâu của thùng nó tầm 25, nặng lắm, vỏ thùng cực kỳ nặng, chiều cao của thùng 50. Thùng có chiều cao là 50. 50. 4 triệu 8 đôi loa đấy. Xuống phía dưới đó là đôi loa Genis. Đôi loa Genis này có chiều ngang của thùng nó phải lên đến 45 đấy. Cao 80. Genis đấy. Hai bát, phía dưới là một bát 25, trên là bát 20 và trên cùng nữa là một con tép tép. Tất cả logo Genis này đều được dập trực tiếp vào tem luôn. À, mức giá 5 triệu 6 đôi loa này. 5 triệu 6 đôi loa này. 5 triệu 6 đôi này bác nhé. Chú ý em là đây. Mức giá là 5 triệu 6 đôi này. Đây, bác nhìn này, thông số của nó này. 5 triệu 6. 03810 này. Đấy cái đi. Thùng vách này, 1 2. Con này chiều ngang nó lên đến 45, 46 cơ. Chiều cao 80. Và chiều sâu thùng nó khoảng cái căng nó khoảng độ 22, 23. Đấy, vừa rồi là cho các bác những clip này. Mời các bác vào clip sau.